Chúng ta sẽ đến với phần giải đề thi môn tiếng Anh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Về cái nhìn tổng quan về đề thi tiếng Anh, chúng ta sẽ bao gồm hai phần A và B. Phần A sẽ là 8 điểm với 64 câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm 5 câu hỏi phần vocabulary, 5 câu hỏi phần pronunciation, 24 câu hỏi phần grammar và 30 câu hỏi phần reading. Cụ thể, chúng ta sẽ có các yêu cầu chọn từ đồng nghĩa trái nghĩa trong phần vocabulary, nhận diện pronunciation và stress pattern trong phần pronunciation, điền từ hoặc tìm lỗi sai trong phần grammar, và điền đoạn văn hoặc điền đoạn văn trong một bài đọc và tìm câu trả lời cho hai bài đọc tiếp theo. Phần B sẽ là 2 điểm với 5 câu hỏi phần sentence transformation và một topic để dựng thành đoạn văn 140 từ, khoảng 140 từ. Chúng ta sẽ qua test số 9. Phần đầu tiên sẽ là phần vocabulary. Yêu cầu thứ nhất của phần vocabulary là tìm từ đồng nghĩa. Find mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the words closest in meaning to the underlying words in each of the following questions. Việc đầu tiên chúng ta sẽ đọc cả câu để lấy ý chính. Việc thứ hai chúng ta sẽ tìm các keywords để tìm các gợi ý. Và việc thứ ba chúng ta sẽ tìm synonym, tức là những từ gần nghĩa nhất với từ cho sẵn. Chúng ta qua câu hỏi đầu tiên. The 20th century saw a rapid rise in life expectancy due to improvement in public health, nutrition and medicine. Chúng ta có 4 lựa chọn: anticipation, expectation, span và prospect. Vậy từ nào đồng nghĩa với từ expectancy trong life expectancy? Chúng ta có các gợi ý như sau. Thứ nhất, a rise in life expectancy, một cái sự tăng về cái gì đó liên quan đến cuộc sống. Thứ hai, bởi vì các improvement trong sức khỏe, trong dinh dưỡng, trong y học. Vậy thì ở đây nó sẽ là tuổi thọ con người. Và life expectancy sẽ đồng nghĩa với từ life expense. Câu hỏi số 2. The tiny irrigation canals were everywhere. And along some of them, the water was running. Vậy thì chúng ta có các từ. Thứ nhất là từ irrigate. Động từ irrigate là tưới tiêu. Từ thứ hai là từ canal, là cái con kênh đào. Và thứ ba, chúng ta thấy các yếu tố như là water running. Vậy thì cái chữ irrigation này nó sẽ mang nghĩa là supplying water. Đáp án của chúng ta sẽ là B. Câu hỏi thứ 3. Thanks to the invention of microscope, a biologist can now gain insights into the nature of human cell. Và chúng ta có microscope là cái kính hiển vi. Và thanks to, nhờ vào đó, nhờ vào kính hiển vi, người ta bây giờ các biologist, các nhà sinh học có thể gain được các insight vào trong các sao, các tế bào của con người. Vậy chữ insight ở đây nó sẽ là A, the deep understanding, một sự thấu hiểu sâu sắc về vấn đề đó. Cũng trong phần vocabulary, chúng ta còn có một yêu cầu thứ hai, đó là sau khi đọc xong cả câu để lấy ý chính, biết các suggestion, công việc của chúng ta lần này lại là chọn các antonym, tức là các từ opposite in meaning, các từ trái nghĩa, không phải từ đồng nghĩa nữa. Câu hỏi số 4. About 95% of all animals are invertebrates, which can live everywhere, like insects. But most, like the starfish and crab, live in the ocean. Vậy thì các animals như thế nào sẽ được gọi là invertebrates? Người ta cho mình một số ví dụ này. Insect, starfish và crab. Tất cả những động vật này có chung một đặc điểm, đó là nó không có xương sống. Vậy thì từ trái nghĩa với nó sẽ là D, with backbones. Có xương sống sẽ là từ trái nghĩa với từ này. Câu hỏi cuối cùng của phần vocabulary. Mr. Smith's new neighbors appear to be very friendly. In fact, they are very open-minded and helpful with everyone living nearby. Chúng ta xem thử có từ nào gợi ý không? Thứ nhất là từ open-minded, người rất là cởi mở. Thứ hai là từ helpful, rất hay giúp đỡ với người khác. Đó chính là friendly. Vậy trái nghĩa với
cởi mở hay giúp đỡ người khác sẽ là gặp ai cũng ưa gây hấn. Đó chính là từ hostile, có thái độ thù địch. C là đáp án của chúng ta. Phần thứ hai sẽ là phần pronunciation. Yêu cầu thứ nhất của phần pronunciation này: mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following question. Chúng ta sẽ chọn A, B, C or D trên answer sheet của mình để chỉ ra rằng trong 4 từ cho sẵn với 4 phần gạch chân cho sẵn thì phần gạch chân nào sẽ có cách phát âm khác so với 3 phần gạch chân còn lại. Thì đầu tiên chúng ta phải nắm được cách phát âm của từng từ. Sau đó chúng ta sẽ chọn the odd one out, tức là kẻ khác biệt so với 3 kẻ còn lại. Cụm đầu tiên là chữ cái A trong 4 từ này. The letter A can be pronounced. Thứ nhất, ta có thể thông thường chúng ta phát âm nó là A. Ví dụ như là set, at hoặc là black. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn có thể phát âm nó là E, ví dụ trong từ manage chẳng hạn. Vậy thì the odd one out trong trường hợp này sẽ là A, manage. Câu hỏi tiếp theo là cái nhóm chữ cái you are. Và chúng ta phát âm nó như thế nào? You are có thể phát âm là you như trong từ during, hoặc là phát âm là er như trong các từ burn, turn hoặc là curl. Vậy thì the odd one out trong trường hợp này sẽ là during. Yêu cầu thứ hai, nhóm từ tiếp theo là the letter E. The letter E thông thường chúng ta hay phát âm nó là E, ví dụ như là bed, get, setting. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn có thể phát âm nó là E, ví dụ như là decide. Và lựa chọn của chúng ta sẽ là C, the odd one out. Một yêu cầu nữa đối với phần pronunciation, chúng ta cũng chọn the odd one out, nhưng trong trường hợp này sẽ là từ hai vần trở lên mà có dấu trọng âm rơi vào một vị trí khác so với những từ còn lại. Cụm thứ nhất, chúng ta có các từ 2 đến 3 vần như thế này. Và đối với các từ reside, inhabit và alive, chúng ta đánh trọng âm trên vần thứ hai. Trong khi đó, từ occupy lại dấu trọng âm trên vần thứ nhất. Vậy thì odd one out của chúng ta ở đây sẽ là A, occupy. Và nhóm từ cuối cùng trong phần pronunciation này. Trong khi từ logical đánh trọng âm trên vần đầu tiên, các từ abundance, extensive và emotion lại nhấn ở vần thứ hai. Vậy the odd one out của chúng ta trong trường hợp này sẽ là logical B. Phần thứ ba của session A sẽ là grammar and structure. Phần này sẽ hơi khó bởi vì chúng ta phải nắm được tất cả các quy luật ngữ pháp trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải nhớ được tất cả các multi-word verbs và một số expression khác trong chương trình. Và đối với mỗi câu, chúng ta phải nhận ra được cái điểm ngữ pháp cần phải nhớ, cần phải hiểu ở đây sẽ là điểm ngữ pháp nào. Và thỉnh thoảng lại có cả situational question. Trong tình huống như vậy, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào hoặc trả lời như thế nào và lựa chọn đáp án tốt nhất cho mỗi câu trả lời. Tôi sẽ chia nó thành 3 nhóm câu hỏi. Nhóm câu hỏi thứ nhất là những câu hỏi về ngữ pháp, grammatical questions. Câu hỏi thứ nhất: Would you like to have lunch now or would you prefer? Thì ở đây điểm ngữ pháp của chúng ta, sau động từ prefer, chúng ta dùng to infinitive. Chúng ta sẽ chọn prefer to wait. Sẽ có một đáp án khác, sẽ là prefer waiting, nhưng nó sẽ không đi kèm với would. Vậy thì khi trong trường hợp would you prefer, đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ là to wait. They went to a restaurant 5-star last night. Ở đây, cái chúng ta cần là mệnh đề quan hệ, nhưng nó đã được lược giảng. Mệnh đề quan hệ lược giảng được quyền lấy hoặc past participle hoặc present participle, tùy theo nghĩa của nó là active hay passive. Trong trường hợp này, chúng ta có passive meaning, một cái nhà hàng được gọi tên là 5-star. Vậy chúng ta sẽ lấy đáp án A, can't, được gọi là dùng một past participle để điền vào chỗ trống. Câu hỏi số 13. I'd like to have his face when he opened the letter. Cấu trúc của to infinitive ở quá khứ sẽ là to have đi kèm past participle. Vậy thì to have sẽ đi kèm với see, seen. Câu hỏi 14. We need to think of our product to meet the need of potential customer. Quy luật chung, sau giới từ of chẳng hạn, chúng ta sẽ được quyền cộng danh từ hoặc gerund verb in.
Nhưng nếu như sau đó chúng ta còn một tân ngữ nữa, trong trường hợp này là our products, thì cái chúng ta cần ở đây sẽ phải là một động từ ở dạng children. Chúng ta sẽ chọn đáp án diversify. C. Chúng ta cần phải nghĩ về việc đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng tiềm năng. Câu hỏi số 15. I usually spend Saturday evening Premier League on TV. Sau động từ spend có thể là thời gian, ví dụ như là Saturday evening, hoặc là money, và sau đó sẽ là gerund form of the verb. Chúng ta chọn đáp án C, watching. Tôi thường dành buổi tối thứ bảy để xem Premier League trên TV. We needed a table. The restaurant won't be full this evening. Need có thể được sử dụng như một động từ hoặc một modal verb. Trong trường hợp nó có thể kẹp thẳng not ở phía sau như thế này, thì có nghĩa nó đang được sử dụng như một modal verb. Và nếu được sử dụng như một modal verb, sau nó sẽ là bare infinitive như tất cả các modal verb khác. Đáp án của chúng ta sẽ là D, book. We need to book a table. Chúng ta không cần phải đặt bàn bởi vì nhà hàng tối nay sẽ không đầy người đâu. Câu hỏi 17. Please open the door. I can't stand there inside. The là một mạo từ và sau nó sẽ đứng đầu một cụm danh từ. Vậy thì sau the chúng ta sẽ cộng danh từ hit. Chúng ta chọn đáp án B. Câu hỏi 18. There are two motorbikes in big city like Hanoi and Ho Chi Minh City. Thus, traffic jam occurs regularly in rush hour. Thì sau two chúng ta được quyền chọn much hoặc many hoặc few hoặc little. Và trong trường hợp này nó có traffic jam, chúng ta sẽ phải chọn many hoặc là much. Và motorbikes là từ đếm được sẽ đi được với many. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Có quá nhiều xe máy ở các thành phố lớn như Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, cho nên kẹt xe nó sẽ xảy ra thường xuyên trong các giờ cao điểm. Câu hỏi 19. The house I'm living was built in 1890. Ở đây chúng ta cần một mệnh đề quan hệ. Và mệnh đề quan hệ I'm living nó đang thiếu một đại từ quan hệ hoặc là một trạng từ quan hệ. Tôi sống trong ngôi nhà đó, vậy thì là sẽ là một trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn. Chúng ta có thể dùng where hoặc là in which. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là be, in which, where sẽ không đi kèm theo giới từ. Câu hỏi 20. I'm sorry, but I didn't have to post the letter. Sau từ enough có thể đứng sau một động từ. Và nếu như nó có một danh từ thì nó sẽ đứng trước danh từ đó. Và nó có tính từ, nó sẽ đứng sau tính từ đó. Ở đây ta có danh từ Tom. Vậy thì chúng ta sẽ chọn we didn't have enough time to post. Đáp án của chúng ta là B. Chúng ta không có đủ thời gian để gửi lá thư. Câu hỏi 21. He's so shy. He hasn't spoken anything. He came here. Anh ta rất là xấu hổ e thẹn. Cho nên từ cái lúc anh ta đến đây tới bây giờ anh ta chả nói một điều gì cả. Chúng ta có thì hiện tại hoàn thành đi kèm với thì quá khứ đơn. Và một khi thì hiện tại hoàn thành đi kèm quá khứ đơn, chúng ta sẽ nối bằng since, đứng trước thì quá khứ đơn, từ khi. Đáp án sẽ là A, since. Câu hỏi 22. Shall we meet tomorrow 10:30 the morning? Đối với một precise time 10:30, chúng ta sẽ dùng giới từ at a precise time. At 10:30. Và đối với một buổi trong ngày, chúng ta sẽ dùng giới từ in. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là at 10:30 in the morning. Đáp án D. Câu hỏi 23. The meat looked very to the dogs. Sau look, chúng ta cộng một tính từ. Bởi vì trong trường hợp này, look là một linking verb. Và đối với linking verb, sau đó chúng ta có thể dùng một participle như một tính từ. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ dùng see inviting. Trông rất là hấp dẫn đối với những con chó, bởi vì chúng ta đang diễn tả một characteristic đối với the meat. Nhóm câu hỏi thứ hai của phần này sẽ là các câu hỏi về các multi-word verbs và các idiomatic expression. Câu hỏi thứ nhất. I don't know what's with me today. I keep breaking things. Ngày hôm nay tôi chả biết chuyện gì xảy ra với tôi không biết có gì sai không, bởi vì tôi làm vỡ đồ liên tục. Và cái thành ngữ là không biết có gì sai với tôi không, ta sẽ dùng thành ngữ what's wrong with someone. Chúng ta sẽ chọn đáp án B,
What's wrong with me today? Thành ngữ tiếp theo, I think you ought to go and a dentist. Khi chúng ta muốn đi khám bác sĩ hoặc đi khám nha sĩ, chúng ta sẽ dùng động từ see. Go and see a dentist. Đáp án A. Câu hỏi 26, she the bus to work tomorrow morning. Khi chúng ta muốn đón xe, đón tàu, đón máy bay chẳng hạn, đi đâu đó, thì chúng ta sẽ dùng động từ take đối với các phương tiện giao thông công cộng. She's taking the bus. Đáp án A. Câu hỏi 27. British and Australian people share the same language, but in other aspects they are as different as. Thành ngữ, người Anh và người Úc, họ cùng nói một thứ tiếng, đó là tiếng Anh. Nhưng mà thật ra trong những lĩnh vực khác, họ khác nhau ghê lắm. Và thành ngữ để chỉ sự khác nhau, sự khác biệt rõ ràng giữa hai vật hoặc là hai người, chúng ta sẽ dùng là to be as different as chalk and cheese. Đáp án của chúng ta sẽ là B. Nhóm câu hỏi tiếp theo của phần grammar sẽ là các situational question. Câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi sẽ là would you bother if I had a look at your paper? Bạn có phiền không nếu tôi đọc, tôi nhìn cái bài của bạn một chút? Câu trả lời sẽ là well, actually, I'd rather you did. Thật ra thì tôi rất là phiền, cho nên bạn đừng có làm thì tốt hơn. Đáp án của chúng ta sẽ là B. Câu hỏi số 29, Lisa hỏi như thế nào? Have you been able to reach Peter? Thế, cái động từ reach có nghĩa là contact by telephone. Câu hỏi của Lisa sẽ được hỏi là bạn có gọi được cho Peter không? Thì câu trả lời một là gọi được, hai là gọi không được. Và gọi không được thì sẽ có một lý do. No, the line is busy. Cái đường dây nó bận miết. Cũng trong phần grammar instructor, chúng ta còn có một định dạng nữa. Đó là người ta sẽ cho sẵn chúng ta một statement. Trong statement đó, người ta sẽ gạch chân ở bốn chỗ. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm trong bốn chỗ đó sẽ có một chỗ sai và mark cái letter tương ứng vào trong answer sheet. Chúng ta sẽ đọc cả câu một cách rất cẩn thận. Và chúng ta sẽ đọc cả bốn phần một cách cẩn trọng hơn nữa để nhận ra phần nào vô lý, the incorrect part, về mặt ngữ pháp. Để chúng ta chọn trong câu này, a girl said that she liked the book, but the others hate them. Cô gái nói rằng cô ta thích cuốn sách, nhưng mà những người khác lại ghét. Vậy là ghét chính là ghét cuốn sách, một cuốn sách. Chúng ta không thể thay thế bằng them, chúng ta phải thay thế nó bằng it. Vậy đáp án của chúng ta trong câu này là D. Câu hỏi 31. A car can be absolute useful when you are in a hurry. Khi bạn bận rộn thì một cái xe hơi sẽ rất là hữu ích. Useful là một tính từ, như vậy phía trước nó không thể nào là một tính từ absolute được. Chúng ta phải dùng trạng từ absolutely tạo một cụm tính từ đứng phía sau động từ to be. Đáp án của chúng ta sẽ là A. Câu hỏi 32. So extensive the lakes are that they are viewed at the largest bodies of fresh water in the world. Khi chúng ta có cấu trúc so extensive đứng đầu, thì sau đó chúng ta phải dùng đảo ngữ inversion. Đảo ngữ có nghĩa là auxiliary hoặc động to be sẽ phải đứng trước chủ ngữ. Vậy chúng ta sẽ phải đảo ngữ ở A. So extensive are the lakes. Câu hỏi 33. A basic knowledge of social studies so that history and geography are considered a basic part of education of every child. Chủ ngữ của chúng ta trong trường hợp này là knowledge. Và chủ ngữ knowledge là một danh từ không đếm được ở số ít. Vậy chúng ta không thể đi với động từ are. Chúng ta phải đi với động từ see và đáp án sẽ là see is. Câu hỏi cuối cùng của phần grammar. Have you considered to move to another country to find a new job that uses the same skill but offers a better salary? Động từ consider sẽ nhận tân ngữ là một gerund, không phải là infinitive. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là A, consider moving, not consider to move. Phần thứ tư, cũng là phần cuối cùng của session A, sẽ là phần reading. Và chúng ta có hai yêu cầu. Điền vào 10 chỗ trống của một bài đọc và trả lời 10 câu hỏi cho mỗi bài đọc trong hai bài đọc. Chúng ta sẽ sử dụng các reading skills thông dụng như là skim for general idea, scan for details
và nhận diện được các synonym, antonym cũng như là các quy luật ngữ pháp khác. Phần close text ngày hôm nay sẽ nói về computer. Câu hỏi 35, điền một trong các giới từ at, in, under hoặc là with vào chỗ trống. Going along with fast development of technology, computer come on shape and size. Và thành ngữ của chúng ta sẽ có là come in on size, shape and size. Nó đa dạng về mặt hình thức và hình thức kiểu dáng và kích cỡ. Đáp án của chúng ta sẽ là be in. Câu hỏi 36. Chúng ta chọn everything, something, what, or things để điền vào chỗ trống. This large computer tell the factory machine to do. Bảo cho ai phải làm gì thì sẽ là tell someone what to do. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Câu hỏi 37. But there are also small computers to use at home in an office. Thì một trong các loại computer đó sẽ là desktop computer hoặc là personal computer, những cái máy tính để bàn nhỏ mà chúng ta hay sử dụng ở nhà. Nó không lớn như những cái large computer dùng trong các nhà máy. Chúng ta sẽ dùng personal computer, máy tính cá nhân, đáp án A. Câu hỏi 38. There are even computers in telephone, television and cars. Thì cái truyền hình mà chúng ta hay xem á, tên tiếng Anh đầy đủ của nó sẽ là television set. Chúng ta chọn đáp án D. These computers have to be small. They are so small that you cannot see on their part. À, nó nhỏ tới mức mà thậm chí bạn cũng không thấy được tất cả mọi linh kiện của nó. Cannot even see, thậm chí. Qua đoạn thứ hai. Computer today are very useful, but they also can problems. Đối với danh từ problem, thì động từ sẽ là cause a problem. Nó còn có thể gây ra rắc rối nữa. Computer today rất là hữu dụng, nhưng chúng cũng có thể gây nên rắc rối. One kind of problem is with the computer's memory. Một trong những rắc rối là đối với bộ nhớ của máy tính. It is not perfect. Nó không hoàn hảo. So sometimes computers important information. Khi bộ nhớ không hoàn hảo thì nó có thể làm rơi, làm mất thông tin. Lose information. Chúng ta dùng đáp án A. Another problem is with the machinery. Một trong những rắc rối khác là đối với cái máy móc của nó. Computer are machines. Máy tính nó chỉ là một cỗ máy. And machines can break down. Mà máy móc á, thì nó có thể hỏng. When the computer breaks down, they may information. Nếu nó hỏng thì nó sẽ bị xóa sạch hết tất cả các thông tin. Chúng ta dùng động từ erase, xóa sạch. Giống như là chúng ta xóa hết phấn trên một cái bảng. Đưa ra một ví dụ thì chúng ta có thể dùng từ like, như là. Một cái hình ảnh khác để minh họa như chúng ta như vậy, chúng ta sẽ dùng like. Chúng ta chọn đáp án B. Or they may stop doing anything at all. Hoặc là nó không thèm làm cái gì nữa hết. And there is different kind with computer. Và có một cái rắc rối nữa. Another kind. Chỉ có thể another. Nó mới đi được với một danh từ đếm được số ít là kind. Đó là gì? Doctor say they may be bad for your health. Theo các bác sĩ, máy tính cực kỳ độc hại đối với sức khỏe của bạn. They say you should not work computers all day. Bạn không nên làm việc với máy tính cả ngày. Sau phần close text, chúng ta sẽ có hai bài đọc. Reading the passages with comprehensive questions. Mỗi bài đọc sẽ có 10 câu hỏi đọc hiểu về bài đó. Và mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn. Công việc của chúng ta sẽ là lựa chọn đáp án tốt nhất cho mỗi câu hỏi tương ứng của mỗi bài đọc. Bài đọc thứ nhất về Carnegie Hall, một trong những cái phòng hòa nhạc nổi tiếng nhất ở New York City. Và câu hỏi đầu tiên, what major change happened in the hall in 1946? Chúng ta sẽ quét quanh bài để tìm cái ý 1946 nó nằm ở đâu. Năm 1946, điều gì đã xảy ra? Và nó xảy ra như thế nào? As a result of new restoration, Carnegie Hall once again has the quality of sound that it had when it was first built. Cái chất lượng âm thanh của nó bây giờ là tuyệt hảo. Chúng ta
xem ý tiếp theo. Nó nằm a renovation in the 1946 seriously damaged the acoustic quality of the horn when the maker of the film cut a gaping hole in the top of the ceiling, tức là cái trần nhà của nó bị hỏng. The acoustic tone were damaged. Câu hỏi thứ 46. Ở dòng thứ 6, người ta đưa ra chữ detrimental và nó có nghĩa là gì? Despite its reputation, the concert hall suffered from several detrimental renovations. Một số các cải tổ mang tính chất detrimental. Detrimental, tức là mang tính chất harmful, gây hại đối với nó. Câu hỏi số 47. Who was Andrew Carnegie? Vậy thì đây là ai? Chúng ta xem dòng đầu tiên của đoạn thứ 2. Carnegie Hall owes its existence to Andrew Carnegie, the wealthy owner of steel company in the late 1800s. Đó là một ông chủ của một nhà máy thép rất nổi tiếng, rất giàu có vào cuối 1800, tức là ông ta là một steel owner, a steel mill owner, đáp án C. Câu hỏi 48. Which of the following words could be best replace the word gaping in line 10? Chúng ta có cái từ gap có nghĩa là cái khoảng trống, cái lỗ trống. Vậy gaping trong trường hợp này, cut a gaping hole, một cái lỗ nó rất là gaping, tức là nó rất là wide, rộng và to. Câu hỏi 49. What was Isaac Stern's relationship to Carnegie Hall? Vậy mối quan hệ của Isaac đối với Carnegie Hall là gì? The violinist Isaac Stern become involved in restoring the horn after a group of real estate developers unveiled plan to demolish Carnegie Hall and build a high-rise office building in the site. Như vậy, anh ta đã làm một công việc, đó là một violinist, nhưng mà anh ta đã save the horn. Anh ta đã cứu được cái sảnh này, anh ta đã cứu được cái phòng hòa nhạc này. Và những cái renovation mới gần đây nó có mặt nào quan trọng? In current restoration, builders tested each new material for its sound quality and replaced the hole in the ceiling with a dome. Như vậy thì rõ ràng họ đã thử từng loại vật liệu để xem thử loại nào là truyền âm cách âm tốt nhất, và họ đã vá lại được cái lỗ hổng trên cái vòm trên cái mái nhà, tức là họ đã sửa được cái mái nhà rồi. Câu hỏi 50. The most important aspect of recent renovation. Câu hỏi 51. Which of the following is closest in meaning to the word unveiled in paragraph 3? Cái nào là gần nghĩa nhất với từ unveiled ở đoạn thứ 3? Sau chúng ta có cái từ veil là cái màn che mặt, cái khăn che mặt, cái khăn trùm mặt. Và unveiled tức là vén cái khăn trùm mặt này lên. Nó có nghĩa là announce, thông báo. Câu 52. How dare the others seem to feel about the future of Carnegie Hall? Chúng ta xem câu cuối cùng. Carnegie has never sounded better. Chưa bao giờ nó có chất lượng âm thanh tốt hơn. And its prospect for the future had never looked more promising. Và chưa bao giờ nó hứa hẹn nhiều hơn thế. Tức là người ta đang cảm thấy cực kỳ optimistic, lạc quan về điều này. Câu hỏi 53. Which of the following would most likely be the topic of the next paragraph? Cũng dựa vào câu cuối cùng này, chúng ta có thể suy ra rằng đáp án của chúng ta sẽ là B. Chúng ta sẽ xem thử phản ứng của con người như thế nào đối với cái hole mà vừa mới được sửa mới lại như thế này. Và câu cuối cùng, người ta hỏi ý chính của cả bài. Ý chính của cả bài này sẽ là những thay đổi đối với Carnegie Hall. Bài đọc thứ 2. Chúng ta xem câu hỏi đầu tiên. The author uses the phrase the face of the earth ở đoạn thứ 2 với hàm ý là gì? About 200 million years ago, cách đây khoảng 200 triệu năm, as the Triassic period came to a close, many species of animals disappeared from the face of the earth. Nhiều loài động vật đã biến mất khỏi the face of the earth, tức là biến mất hoàn toàn, biến mất không còn một dấu hiệu gì nữa hết. Người ta đang nhấn mạnh cái sự disappearance. Đáp án của chúng ta sẽ là A. All of the following were mentioned in passage, trừ một điểm. Chúng ta xem câu hai câu này. Scientists previously believed that series of extinction happened over a period of 15 to 20 million years. Những thay đổi này xảy ra trong khoảng một khoảng thời gian từ 15 đến 20 triệu năm. Và
Fossils found in this formation indicate a rapid disappearance of species rather than a slow and gradual change over time. Và người ta đã tìm ra các fossil, tức là các hóa thạch. Vậy thì đáp án của chúng ta trong trường hợp này là C. Không hề nhắc đến a large meteorite mà đã chạm phải trái đất cách đây 10 triệu năm. Tất cả những ý extinction, duration of time và rock đều được nhắc đến trong hai phần được gạch chân trong bài. Câu hỏi 57. Where in the passage does the author give evidence for the argument? Tác giả đã đưa chứng cứ ở dòng nào? Chúng ta thấy chứng cứ nằm ở đây. Evidence for rapid extinction of species is found in the McCoy Brook formation along the bay, right? And the finding that is the fossil. Vậy thì đáp án của chúng ta nó sẽ nằm ở dòng từ thứ 6 đến thứ 8. According to the passage, what would give evidence that a meteorite struck the earth? Vậy thì nếu như mà có một cái meteorite, một cái sao băng mà một thiên thạch mà nó chạm phải trái đất thì nó sẽ có evidence. Ở đây là gì? Chúng ta dùng xem other researcher can find evidence so that short course. Vậy thì đó chính là đáp án B, a change in the course of the rock. Which of the following could best replay the word struck used in line 10? A large meteorite struck the earth. Struck tức là nó chạm, nó va phải trái đất tại thời điểm đó, tức là nó hit. Đáp án D. Câu hỏi 60. Which of the following is most probably the meaning of the word soft caught? Nó sẽ là một cracked criminals. Đáp án D. Một loại khoáng chất mà nó bị vỡ ra. Câu hỏi tiếp theo. Từ it trong dòng này có nghĩa là gì? It would give more credence to the theory. It ở đây sẽ là be the evidence. Và từ credence ở dòng thứ 12, credence ở đây sẽ là credibility, cái sự chứng nhận rằng đã có một rapid Triassic extinction, chứ không phải là slow như người ta vẫn tưởng. Và which of the following best describe the author's tone? Đây là một văn bản khoa học. Vậy thì cái giọng điệu văn của tác giả thường sẽ mang tính chất explanatory, đáp án B. Và câu hỏi cuối cùng, main topic của bài này sẽ là gì? Qua 9 câu hỏi trên, chúng ta có thể rút ra được một điều rằng main topic sẽ là evidence of a relatively sudden extinction of species. Đáp án của chúng ta sẽ là B. Qua phần B, Shannon Transformation, chúng ta sẽ có hai phần nhỏ. Phần thứ nhất là Shannon Transformation, trước cái phần paragraph writing. Shannon Transformation sẽ bao gồm 5 câu hỏi, viết lại câu không đổi nghĩa dựa trên từ cho sẵn. Và tất cả những quy luật ngữ pháp đều phải được ghi nhớ để được áp dụng. Kỹ thuật paraphrasing tỏ ra rất hữu dụng trong phần này. Chúng ta qua câu đầu tiên. Just after solving one problem, I was faced with another. Và yêu cầu viết lại câu bằng từ scaly. Scaly là hiếm khi, hầu như không. Cấu trúc của nó sẽ là scaly đi kèm với auxiliary, chủ ngữ động từ, và when, nghĩa là vừa xong cái này thì xong thì cái kia xuất hiện. Chúng ta sẽ chuyển thành scaly had I solved one problem when I was faced with another. Tôi vừa mới giải quyết xong được một vấn đề thì tôi phải đối mặt với một cái thứ hai. Câu thứ hai. Without his help, we would all have been in worse trouble. Và chúng ta được yêu cầu viết lại bằng hated. Without it help là một câu thuộc dạng hidden conditional. Chúng ta sẽ chuyển nó qua conditional sentence của loại 3, tức là inverted structure. Had it not been for his help, we would all have been in worse trouble. Câu hỏi thứ 3. No student in my class can speak English as fluently as she does. Đây là dạng so sánh bằng và người ta sẽ yêu cầu chúng ta chuyển qua thành so sánh hơn. Turn equal comparison to suitability, so sánh nhất. Tức là không ai nói tốt bằng cô ta, không ai nói trôi chảy bằng cô ta sẽ là người nói trôi chảy nhất lớp. She speaks English the most fluently of all students in my class. Câu hỏi thứ tư. My father started to read that book 2 weeks ago and he's still reading it. Bắt đầu cách đây 2 tuần, bây giờ vẫn còn. Chúng ta sẽ dùng thì
hiện tại hoàn thành tiếp diễn đối với mệnh đề này. My father has been reading that book for 2 weeks now. Và câu hỏi cuối cùng. I don't want to be criticized by non-professionals, said the film star. Người ta yêu cầu chúng ta sẽ chuyển thành một câu bị động, bắt đầu bằng động từ object. Not wanting to be criticized có nghĩa là không muốn, tức là chống đối lại điều đó, phản đối điều đó. The film star objected to being criticized by non-professional. Cái ngôi sao điện ảnh phản đối việc bị phê phán bởi những người không chuyên nghiệp. Phần cuối cùng sẽ là paragraph writing. Chúng ta sẽ được cho một topic và được yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 140 từ về topic cho sẵn. Chúng ta sẽ phải thực hiện 4 bước sau. Bước đầu tiên, chúng ta dựng một outline đơn giản cho topic đó để tránh việc lặp ý, viết lạc đề hoặc thiếu ý. Bước thứ hai, dựa trên outline cho sẵn, chúng ta sẽ viết một topic sentence. Bước thứ ba, chúng ta sẽ phát triển outline thành một paragraph, dùng các conjunction, các connectors để nối các ý lại với nhau. Và bước cuối cùng, chúng ta sẽ viết một câu cuối cùng để summarize, kết luận, tóm tắt toàn bộ các ý đó, gọi là concluding sentence. Và các tiêu chí như là ngữ pháp, từ vựng, spelling đều được chấm. Như vậy, trong suốt quá trình viết, chúng ta phải quan tâm tới tất cả những điều đó. Topic của ngày hôm nay sẽ là disadvantages of living in this 21st century, những bất lợi của việc sống ở thế kỷ thứ 21. Chúng ta xem bất lợi thứ nhất mà không thể chối cãi được, đó là có quá nhiều ô nhiễm. Và bất lợi thứ hai, đó là các cái giá trị, các human values, nó đang càng ngày, nó càng giảm dần. Vậy chúng ta sẽ phát triển topic sentence như thế nào để đảm bảo nó phải chứa cả topic lẫn những ý chúng ta sắp sửa sẽ nói, và nó sẽ là một câu chung nhất để các câu khác của bài đọc, của bài viết có thể phát triển dựa vào nó. Chúng ta sẽ viết rằng, despite the common belief that it is an age of modern comfort, living in the 21st century also brings about so many disadvantages. Chúng ta đã nhắc đến living in the 21st century và chúng ta đã nhắc đến các disadvantages của nó. Và chúng ta sẽ phát triển cái disadvantage thứ nhất, pollution. Firstly, there has been an increasingly polluted environment. In fact, the air and the water is severely poisoned with chemical waste from factories, raw sewage from cities and oil spills from ships, which result in many incurable diseases for humans, like cancer on kinds. Ý thứ hai, về human value. Secondly, another allergic problem is the depersonalization of human relationships. Nowadays, people tend to communicate with machines and numbers rather than having face-to-face contact with each other. And consequently, spiritual values become weakened day by day when one believes in materialistic culture and put their faith in science instead of religion. Thì hai ý của bài này phải được linked, connect, nối lại với nhau. Và ở đây ta dùng firstly và secondly để nối các ý lại với nhau. Bước thứ tư, chúng ta sẽ tóm tắt các ý chính vào một câu. In short, these are drawbacks are part of this modern life and people have to face with them every day. Cái câu này sẽ được gọi là concluding sentence. Và chúng ta sẽ bắt đầu nó bằng một trong những cách sau đây. Tóm lại, bài đọc, bài viết của chúng ta ngày hôm nay sẽ khoảng 143 từ với chủ đề Disadvantages of Living in this 21st Century. Chúng ta kết thúc test số 9 ở đây.